Chương 183, quận vương mới. Diệp Tần nói, việc làm của bọn họ mục tiêu thực sự quá lớn, ảnh hưởng sâu xa, không thể không chuẩn bị. Chuyện này ta có chút ý nghĩ. Những linh chi này tuyệt đối không thể bán cho người quen, cho bọn Diệp Chiến Hùng, Diệp Chiến Long đi làm chuyện này. Đồng thời phải mượn Hắc Ưng cùng với hỏa linh điều của thần nhi dùng một chút. Chiến Hùng cùng Chiến Long ra vào sơn cốc, phải ngồi Hắc Ưng cùng hỏa linh điều tránh cho người ta theo dõi. Trên gia tộc tộc hội, tất cả tộc nhân đối với mua bán linh chi tiến hành thương thảo, trần thuật hiến kế, bầu không khí nhiệt liệt đối với buôn bán linh chi tiến hành một phen mưu đồ, cuối cùng tập trung ở Thiên Đô Thương Hội. Thiên Đô Thương Hội là thương hội nổi tiếng nhất ở Đông Đại Lục, phân hội mở ra Đông Đại Lục, giao dịch các loại thiên tài địa bảo, danh tự tốt nhất, hơn nữa có biện pháp thay hộ cách giữ bí mật phi thường nghiêm khắc. Tộc hội kết thúc, Diệp Chiến Hùng cưỡi hỏa linh điều xuất phát liên lạc với Thiên Đô Thương Hội. Một khi liên lạc xác nhận an toàn, giao dịch có thể tiến hành. Một khi đại lượng linh chi trong sơn cốc chảy ra, tất nhiên đối với cả Đông Đại Lục tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Cánh rừng mấy trăm mẫu rốt cuộc sinh sản bao nhiêu linh chi, ngay cả Diệp Thần không cách nào đánh giá. Trong đó có đại khái thập mẫu linh chi, Diệp Thần đặc biệt là khai báo xuống, tuyệt đối không thể ngắt lấy. Dưỡng nhiều 7 năm rồi nói sau, linh chi thứ này nằm càng cao càng là chân quý. Các tộc nhân cẩn thận đem phiến rừng này bảo hộ, lòng từng người đều là đầy cõi lòng mong chờ. Lòng của Diệp Thần có chút kích động. Từ giờ trở đi, Diệp gia phát triển càng leo lên một cái bậc thang, tiến vào thông đạo cao tốc chính thức. Vài năm sau Diệp gia sẽ biến dạng gì, ngay cả Diệp Thần hiện tại không cách nào tưởng tượng. Lục thúc đại ca tin tốt, Diệp Chiến Ưng kích động tới. Tin gì tốt? Diệp Tư Nguyên hỏi. Mình Vũ đại đế ban bố chiếu lệnh, Lưu Huân Lưu Kham mưu nghịch tạo phản, không có truy cứu Diệp gia đánh chết Lưu Huân Lưu Kham nữa. Diệp gia cần vương có công, phòng chiến thiên đại ca làm Tần Đồng Lâm quận vương, mặt khác ban thưởng hoàng kim 3.000 lượng. Diệp Chiến Ưng hồng hộc thở. Hắn bên ngoài tuyển nhận cô nhi, vừa nhận được tin tức liền là ngựa không ngừng vó trở về. Bọn người Diệp Tư Nguyên nhìn nhau cũng lộ mặt vẻ vui mừng. Dù sao Diệp gia tạm thời không cách nào cùng với Tây Vũ đế quốc chống lại. Nếu như mình Vũ đại đế cố ý muốn tiêu diệt Diệp gia, Diệp gia chỉ có thể tránh trong sơn cốc vĩnh viễn không ra. Diệp gia tộc nhân cũng không dám ra ngoài lộ diện. Hiện tại mình Vũ đại đế không có làm khó Diệp gia, tóm lại là một chuyện tốt. Cái Đồng Lâm quận vương này, đại ca, là làm hay không làm? Diệp Chiến Ưng nhìn phía Diệp Chiến Thiên hỏi. Đây là chỗ là làm cho người ta khó xử. Mình Vũ đại đế chiếu lệnh đã hạn, nếu như không làm, không các hướng mình Vũ đại đế khiêu chiến. Nếu như là làm, nếu đến tiếp sau nhất định có một cái chút sự tình phiền toái theo nhau mà tới. Nếu như đổi lại trước đây, Diệp Chiến Thiên nhất định là vui mừng hớn hở nhận chức. Hắn trở thành Đồng Lâm quận vương đối với Diệp gia trợ giúp khẳng định rất lớn. Nhưng hiện tại có linh thi thu vào cách cử đại này, hắn còn làm Đông Lâm quận vương hay không tựa hồ không sao. Thần nhi, người xem làm sao? Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần chậm ngâm một lát nói, phụ thân, ta cảm thấy cái Đông Lâm quận vương này có thể làm được, nhưng mà cái tộc nhân con à không nên ly khai sơn cốc. Nếu như gặp nguy hiểm, phụ thần cũng có thể tùy thời tới sơn cốc tị nạn. Làm Đông Lâm quận vương này có thể thuận thế bồi dưỡng thế lực của mình, bên ngoài thế đạo quá rối loạn, tóm lại là cần dùng tới. Diệp Thần nói lập tức đưa tới các tộc nhân một cái phen suy tư. Diệp Gia Bảo lùi đi quyết này không truyền ra ngoài, nhưng mà Diệp Gia Bảo có Vân Gia Bảo, Đông Lâm quận vương công pháp bí tịch, còn có Diệp Thần từ trong hạ địa Quỳnh Nâu sưu tập các loại công pháp vũ khí. Những cái này truyền bên ngoài cũng không sao, nhưng linh chi một khi giao dịch thành công, Diệp Gia có tài lực khổng lồ vượt quá mức tưởng tượng. Nếu như Diệp Chiến Thiên lại lên làm Đông Lâm quận vương, liền có tiện lợi lớn lao, có đại quy mô bồi dưỡng lực lượng trung tâm của mình. Bên ngoài thế đạo hỗn loạn, dân chúng lầm than, chỉ cần hơi thiên huệ nên có khả năng thắng được nhân tâm. Nếu như không có sơn cốc làm chỗ dựa, cái Đông Lâm quận vương này Diệp Chiến Thiên chắc không đi làm. Không có sơn cốc này, Diệp Chiến Thiên thua lên, nếu kế hoạch thất bại cũng lắm trốn về sơn cốc là được. Ngay tới đây mọi người đều là nghĩ kỵ diệt hết. Nghe thật nhỉ, ta liền làm cái Đông Lâm quận vương. Diệp Chiến Thiên hào khí dâng lên, nghĩ thầm dùng thiên phú của thần nhi, tu vị thần nhi nhất định là xa xa bỏ bọn họ người này. Từ nay về sau dùng thực lực quán, khả năng rốt cuộc là không giúp được thần nhi. Vậy thì để cho thần nhi một cái hậu thuẫn kiên cố, dùng lực lượng lớn nhất đến phụ trợ thần nhi tu luyện. Diệp Chiến Thiên đột nhiên cảm giác mình tuổi trẻ mười mấy tuổi, còn có thể duy trì hơn vài chục năm. Từ nay về sau ta liền cho Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu, Linh Miêu đi theo phụ thân ta. Nếu như gặp được cương địch,
chúng nó có thể cứu được đôi chút. Diệp Thần nói, lại cho Diệp Chiến Thiên vài quả yêu đan cao cấp, về sau lùi lững Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu cùng với Linh Miêu dùng. Nếu như đại ca muốn đi làm Đồng Lâm quận vương, nhất định chú ý làm việc. Ta hỏi thăm một chút, gần đây mấy người Màn Quốc ẩn hiện, đoán chừng là tới tìm hiểu tin tức. Diệp Chiến Ưng nói, cái Lưu Hân này cùng với Màn Quốc có cấu kết, ta là lo lắng người Màn Quốc đối với đại ca ra tay. Vài cái thám tử Màn Quốc không quan trọng, quận vương bình thường như Lưu Hân, cả Tây Vũ Đế quốc có vài chục cái, trong đó khẳng định rất nhiều người Màn Quốc có cấu kết. Dùng thực lực Màn Quốc giết chết một hai quận vương đối bọn họ mà nói hoàn toàn không tính là gì, nếu như đối với ta động thủ, đối với bọn hắn càng thêm bất lợi. Hơn nữa có Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu cùng với cả Linh Miêu âm tâm bảo vệ, ta tuyệt đối không có việc gì. Diệp Chiến Thiên hà hạ cười, so sánh xuống dưới, yêu tú so với người càng là tận tâm tận trách, càng làm người ta tín nhiệm. Bên Màn Quốc kia chắc chắn là không phải phái địa tôn cấp cường giả tới, dù sao từng cái địa tôn cấp cường giả đều là bảo bối quốc gia, không có khả năng vì một cái Đông Lâm quận vương mà mạo hiểm đi tới cạnh nội Tây Vũ Đế quốc, bị người làm thì sẽ là thua lỗ lớn. Chỉ cần không phải là địa tôn cấp cường giả, một cái con thập sai đỉnh phong yêu thú liền có thể đối phó, huống chi ba con. Diệp Tư Nguyệt cao giọng cười nói, chương 184, chuẩn bị rời đi. Diệp Thần nguyên bản còn có chút bận tâm, nghe Dược Thiên Huyền nói thế cũng là yên lòng, nhưng mà nội tâm thủy chung có một cái chút đau buồn âm thầm. Từ chỗ Ân Mông Điền mà nói, thực lực Màn Quốc xa xa mạnh hơn Tây Vũ Đế quốc, một khi khai chiến, Tây Vũ Đế quốc nhất định là toàn diệt hỏng mất, tổ chim bị phá, trứng có cái thể nguyên vẹn hay không, cái nguy cơ này không biết là khi nào buông xuống. Diệp sao muốn ở trong loạn thế tự bảo vệ mình, dùng thực lực trước mắt còn là xa xa chưa đủ. Địa tôn cấp cường giả, thiên tôn cấp cường giả, thậm chí là huyền tôn cấp cường giả như là từng toa núi vắt ngang trước người Diệp Thần. Diệp gia muốn trong loạn thế tự bảo vệ mình còn là cần trở nên càng mạnh. Biết rằng Màn Quốc đối với Tây Vũ Đế quốc có dạ tâm, Diệp Thần thực sự muốn tăng thực lực mình, dùng phương thức khổ tu hướng tầng thứ đánh thật sâu vào là phi thường khó. Có thể sinh thời trở thành thập sai cường giả đều là hạng người có thiên phú chắc tuyệt, bọn họ ít nhất là 10 năm, thậm chí càng lâu mới có thể từ thập sai leo lên địa tôn cấp cường giả cảnh giới. Cho dù là thiên phú như Minh Vũ đại đế cũng là hao phí suốt 5 năm thời gian, mà 5 năm đối với Diệp Thần thực sự là quá lâu. Không biết thượng cổ luyện đan pháp có thể gia tốc tiến trình hay không, thời kỳ thượng cổ cường giả như vậy chắc chắn là ngoại trừ thiên phú, thượng cổ luyện đan pháp chế ra siêu cấp đan dược hẳn là một trong những nguyên nhân quan trọng. Sau khi ăn viên tụ hồn đan, Diệp Thần có cảm giác tốc độ tu luyện gia tăng rất nhiều, viên thuốc đó hiệu quả cực kỳ mạnh. Diệp Thần trước mắt chỉ nắm giữ được luyện đan pháp sơ cấp nhất mà thôi, nếu như học được phương pháp luyện đan cao cấp, luyện chế ra siêu cấp đan dược, hiệu quả tất nhiên không giống người thường. Diệp Chiến Thiên cho tộc nhân hỗ trợ một ít vật thiết yếu, chuẩn bị mang hai tộc nhân đi nhậm chức. Phụ thân, chỗ này ta có khỏa đan dược đối với tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần đem cái viên tụ hồn đan ra đưa cho Diệp Chiến Thiên. Tất cả người Diệp gia đều không thể tưởng tượng trên người Diệp Thần suốt cuộc bao nhiêu bảo bối, mỗi lần tùy tiện xuất ra đồ vật đều làm cho người ta dọa mình. Không biết đan dược này hiệu quả gì, Diệp Chiến Thiên cầm đan nuốt xuống. Ăn đan dược, Diệp Chiến Thiên liền cảm giác bụng có một cái cỗ cảm giác nóng rực mãnh liệt, tranh thủ thời gian ngồi. Qua lửa ngày, Diệp Chiến Thiên hấp thu dược lực đứng lên, thần sắc phấn khởi. Thần nhi, đây là đan dược gì? Giống như có thể tăng cường hồn phách người. Người liền là có loại đan dược này. Cũng có trách Diệp Chiến Thiên kích động như thế. Loại vật hồn phách này khó khăn tu luyện nhất, hồn phách càng mạnh, thiên phú tu luyện càng cao. Cái đan dược có thể thay đổi thiên phú người tu luyện, so sánh với tẩy tủy đan còn có hiệu quả. Điều này không làm cho hắn kích động sao được. Nếu như tộc nhân bình thường Diệp gia có thể ăn được đan dược này, cả Diệp gia toát ra đống lớn tu luyện thiên tài. Đan dược này trước mắt còn rất ít, ta xem ra từ nay về sau có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút hay không. Diệp Thần chỉ có thể từ chối nói, hắn chỉ luyện chế ra vài quả, không thể đảm bảo từ nay về sau có thể luyện chế ra. Như vậy à? Mặc dù Diệp Chiến Thiên có chút thất vọng, nhiều nghĩ tới thì lại bình thường lại. Loại đan dược nếu có thể có số lượng nhiều sẽ là một cái việc khủng bố hạng nào. Diệp Chiến Thiên đi Đông Lâm quận thành nhậm chức. Đông Lâm quận thành loạn tới mức rối tinh rối mù, nghĩ muốn lần nữa thành lập trật tự chỉ sợ là một khoảng thời gian rất lâu. Thoáng trước mắt đã là một tháng. Diệp Chiến Hùng mang tin tức trở về, hắn cũng đã cùng người của Thiên Đô Thương Hội lối móc. Các tộc nhân bắt đầu thu thập huyết chi, vân hương chi cùng với ngân nguyệt chi để vào túi càn khôn,
do Diệp Chiến Hục đưa đi sau dịch. Thu thập xong, Diệp Thần trong rừng lại là trồng linh chi mới, cũng là đem phương pháp trồng dạy cho Diệp Thương Huyền. Phương pháp trồng linh chi chỉ có Diệp Thương Huyền biết rõ. Từ nay về sau, nếu mà Diệp Thần không có mặt, chuyện này do Diệp Thương Huyền làm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần y nguyên là siêng năng luyện đan. So với lúc trước, luyện đan của Diệp Thần cũng tăng lên, nhưng mà xác suất thành công y nguyên thấp muốn chết. Thời điểm vận khí tốt, xác suất thành công là 1% tả hữu. Thời điểm vận khí kém, thậm chí chỉ có 2-3 phần ngàn. Cũng may, sản xuất đều là tụ hồn đan làm cho Diệp Thần cuồng nghỉ không thôi. Xem ra sau này hắn thực sự có thể luyện chế ra tụ hồn đan. Căn cứ thượng cổ luyện pháp phân cấp, trước mắt Diệp Thần xem như là sơ cấp luyện đan nhập môn học đồ. Muốn tăng lên một chút là ngàn vạn khó khăn. Tuy trong giai đoạn này, thành quả luyện đan là phi thường rõ rệt, chỉ là tụ hồn đan liền luyện chế ra mấy trăm quả, mình để lại vài quả còn lại giao cho Diệp Thương Huyền phân phát cho tộc nhân. Nếu xác suất thành công có thể tăng lên một ít, hoặc là luyện đan một cái đạo tinh anh hơn một ít, sẽ không chỉ có điểm ấy thành quả, không có đạo sư, tự mình lục lọi tóm lại là đồng dạng. Nghĩ nghĩ, xem ra đi bái Dược Tôn Hiên Giật năm sư học tập luyện đan tất yếu. Tuy Dược Tôn Hiên Giật dạy là thuật luyện đan bình thường, cùng thượng cổ luyện đan không hề cùng dạng, nhưng mà nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nếu như mình tu tập luyện đan bình thường tới Dược Tôn cảnh, không tin thượng cổ luyện đan thuật có thể nhập môn cấp như hiện tại. Nhìn xem Diệp gia bày ra xu thế vui sướng hướng vinh, Diệp Thần xuất cuộc có thể thả lỏng. Trong lòng đi Đế Đô, vợ nghĩ tới Đế Đô, Diệp Thần liền nghĩ tới Khâu Anh, lòng lạnh lùng. Là thời điểm đi tìm Khâu Anh tính toán rồi. Thật nhi, người thật muốn đi Đế Đô? Nghe Diệp Thần muốn đi Đế Đô, Diệp Thương Huyền không khỏi lòng siết chặt. Đế Đô không giống như Đông Lâm quận, chính là dưới chân thiên tử, chỗ các đại gia tộc tụ hội. Diệp Thần một người khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Tuy nói thực lực Diệp Thần bây giờ cũng đã không kém hơn thập sai đỉnh phong cao thủ, nhưng mà trong kinh thành cao thủ tụ tập à? Ân, vì giải trừ trên người nhị thúc Diệp Mông cũng là vì có thể học luyện doanh thuật. Ta phải đi Đế Đô. Thúc công yên tâm, ta đi Đế Đô dù sao cũng có Lê đại sư chướng, gia nhập Dược Tôn Hiên Giật môn hạ, người bình thường không dám động đến ta. Diệp Thần nói, trước kia Ân Mộng Điện vừa mới tiện thể nhắn tin cho phụ thân, Diệp gia giết Lưu Huân cùng Lưu Kham, là Dược Tôn Hiên Giật thay Diệp gia bảo vệ, có thể thấy được dược lực ảnh hưởng của Dược Tôn Hiên Giật to lớn ra sao. Chương 185, ám kim minh bài. Thấy Diệp Thần kiên quyết như thế, Diệp Thương Huyền nghĩ liền cũng đồng ý, để cho Diệp Thần một bậc đứng trong sơn cốc này thật không quá sự thật. Diệp Thần dù sao cũng phải đi xem thiên địa rộng lớn bên ngoài. Thần nhi, vừa rồi Tam Túc đưa tới mấy thứ gì đó, người mang trên thân hẳn là có một chút tác dụng. Diệp Thương Huyền từ trong túi càn khôn lấy ra một cái khối lệnh bài không biết kim loại gì chế tạo. Hiện tại, màu vàng lợt nhạt. Trên lệnh bài có khắc một cái đồ án tinh mỹ có một cái chút văn tự, bên trên có bốn chữ Thiên Đồ Thương Hội. Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Lệnh bài của Thiên Đồ Thương Hội chia làm xích, hồng, ngân, bạch, ám kim ba màu. Cùng với Thiên Đồ Thương Hội giao dịch vật phẩm đạt tới số lượng nhất định mới có thể đạt được minh bài này. Ám kim chính là quy cách cao nhất, cần theo chân bọn họ giao dịch đạt tới 1.000 vạn tụ khí đan trở lên mới có thể đạt được. Thiên Đồ Thương Hội tại Đế Đô cũng là mở ra đấu giá hội cửa hàng, có minh bài này ở cho bọn hắn mua sắm vật phẩm đều là có ưu đãi. Nếu như không đủ tiền, có thể hướng bọn ta trực tiếp dự trì hơn 20 vạn tụ khí đan. Mặt khác trọng yếu hơn, Thiên Đồ Thương Hội tại Đế Đô có một cái thiên tôn cấp cường giả tọa trấn, lúc cần thiết có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Có lệnh bài này chỉ cần không tổn hại tới lợi ích Thiên Đồ Thương Hội, chắc hẳn bọn họ đều là hỗ trợ. Diệp Thương Nguyên nói, cái ám minh bài này toàn bộ đại lục nhiều quốc gia như vậy tổng cộng chỉ phát hơn 50 khối, rất nhiều hoàng thất hậu duệ quý tộc đều là lấy không được. Ý nghĩa trọng đại. Thúc công, thế nào mà người bắt được khối lệnh bài này, chẳng lẽ giao dịch thành công? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ không tốt. Thần hồn trên minh bài cẩn thận đảo qua, khá tốt minh bài không có cái ám thủ. Xem ra Thiên Đồ Thương Hội cũng là rất có thủ tín, là mình quá đa nghi. Nhị Thúc Tam Thúc người cùng bọn Bắc Ân quận Thiên Đồ Thương Hội phần hội móc núi, chuẩn bị đem linh chi bán cho hắn. Nhưng mà Bắc Ân quận Thiên Đô Thương Hội phần hội trong lúc nhất thời căn bản cầm không ra được nhiều đan dược như vậy, chỉ có thể cùng với Thiên Đô Thương Hội tổng hội liên lạc. Bọn họ trước khi đưa cho Nhị Thúc Tam Thúc người 50 vạn tụ khí đan cùng 5.000
ngừng khí đan, lại còn đợi thêm người Thiên Đô Thương Hội hội tộc kia tới thanh toán tiền. Mặt khác có ba khối loại ám kim minh bài này, Tam thúc người suốt đêm đem đưa trở về, lưu lại nhị thúc người bên kia chờ đợi tiền hàng còn lại của Thiên Đô Thương Hội. Diệp Thương Nguyện giải thích, xếp ra buôn bán là mấy vạn cây huyết chi, Vân Hương chi cùng với Ngân Nguyệt chi tại Thiên Đô Thương Hội số lượng giao dịch thậm chí vượt qua một ít đế quốc hoàng tộc mấy chục năm giao dịch. Một số linh chi này giao dịch, Thiên Đô Thương Hội tối thiểu có thể lợi nhuận hơn 1.000 vạn tụ khí đan. Hộ khách lớn như vậy, người của Thiên Đô Thương Hội còn không tranh thủ thời gian gắt gao quấn chặt. Cái Thiên Đô Thương Hội này tin được sao? Diệp Tân hỏi. Ở phương diện này hắn còn là rất cẩn thận, dù sao chuyện này cực kỳ quan trọng. Cái này đại khái yên tâm, thời điểm giao dịch nhị thúc tam thúc người rất cẩn thận, Thiên Đô Thương Hội cũng không có hỏi là lịch nhị thúc tam thúc người, còn là rất tuân thủ quy củ. Diệp Tân Nguyên nói, là cầm vài cái túi càn khôn, những thứ này người lưu bên người chuẩn bị bất cứ tình huống. Diệp Tân nhìn một chút, vài cái túi càn khôn không gian rất lớn, bên trong rất nhiều bình sứ, trong một cái bình sứ đại khái có 100 viên tụ khí đan hoặc là ngưng khí đan. Thổ sơ tính toán một cái, đại khái là 30 vạn tụ khí đan cùng 5.000 ngưng khí đan. Một cái Thiên Đô Thương Hội vận hội lớn như vậy, thế nào chỉ có chút tiền như vậy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thương Quyền ha ha cười nói, Quyền vẫn có thể cầm một ít đoái phiếu tới, đến các đại gia cửa hàng có thể trao đổi thành tụ khí đan cùng với ngưng khí đan. Nhưng mà nhị thúc cùng tam thúc người, vì tránh làm người ta truy xét dấu vết, yêu cầu Thiên Đô Thương Hội toàn bộ dùng tụ khí đan cùng ngưng khí đan tiền trả, cho nên cứ nản như vậy. Thúc công, những thứ này ta đều cầm đi, gia tộc muốn dùng thì làm sao? Chúng ta lưu lại lời này tới 20 vạn tụ khí đan đủ rồi, chờ nhị thúc tam thúc người trở về, chỉ nạp tụ khí đan cùng ngưng khí đan cũng đã không biết có bao nhiêu. Diệp Tông Huyền nói, tôi hiện tại không rõ ràng lắm tới tay nhiều ít tụ khí đan, ngừng khí đan, nhưng mà Diệp Tông Huyền khẳng định chỗ này tuyệt đối là tài phú cực kỳ khổng lồ, dùng cái phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Tới lúc đó bọn họ chỉ biết buồn sầu, nên đem những cái tụ khí đan ngưng khí đan này tiêu xài thế nào. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lần này đi đế đô tiêu dùng khẳng định rất nhiều, liền đem những cái tụ khí đan ngừng khí đan toàn bộ chuyển vào không gian bao tay. Thần nhi, từ nay về sau chúng ta thế nào liên lạc với người? Diệp Tương Nguyên hỏi. Đế đô lớn như vậy, mặc dù biết rõ Diệp Thần ở đâu, chỉ sợ đạp vào không được hoàn thành. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, nếu như sau này có tộc nhân muốn tới đế đô tìm ta, liền cưỡi hỏa linh điều tới a, ta liền có biện pháp theo chân bọn họ liên lạc. Hỏa linh điều là yêu thú của Diệp Thần, cự ly hơn ngàn dặm, có thể cùng với Diệp Thần tùy thời liên lạc. Tốt, Diệp Thương Nguyên gật đầu, đã như vậy cũng là không vấn đề. Ngoại trừ tụ khí đan, ngừng khí đan, Diệp Thần còn thả trọn vẹn mấy ngàn cây huyết chi, phần hương chi cũng với ngân nguyệt chi vào không gian bao tay, chuẩn bị bất cứ tình huống. Hết thảy chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể xuất phát đi đế đô. Diệp Thần nghĩ, dọc theo con đường này mang theo Ali là được, để cho Phong Hành, Bạch Viên, Huyền Thiên Sách Hộ đám yêu thú còn lại canh giữ lối vào ở sơn cốc. Hắn ở nhập sơn cốc còn để lại một cái tia khí tức thân hồn siêu cấp yêu thú, siêu cấp huyền thú giữa yêu vương. Nếu cảm nhận được khí tức thân hồn này, đoán chừng không tiến tới quấy rối. Cho dù là yêu vương cấp tới đây, cảm nhận một cái tia khí tức thân hồn cũng sẽ không giải thích xâm nhập viến sơn cốc. Không được biết đế đồ cảnh tượng thế nào, trước luôn là nghe tộc nhân nói đế đồ thế nào phồn hoa, lòng Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Bây giờ có thể đi đế đô, lòng hắn không khỏi sinh ra một chút ít chờ mong. Mặt khác, Diệp Thần đối với luyện đan một cái đạo cũng sinh ra hứng thú mãnh liệt. Đi theo Hiền Giật Dược Tôn nhất định có thể học được không ít gì đó. Chương 186, yêu thú không đả thương người. Ở trong sơn cốc ngây người 3 ngày, cùng với tộc nhân từng cái nói lời từ biệt, sau đó lại đi Đông Lâm quận Vương Thành một lần. Bên Đông Lâm quận Thành kia, phụ thần giới tử ra cầm đầu một cái đám võ đạo thế gian phụ tá, cũng là đi vào quỹ đạo. Bây giờ Diệp Sa danh tiếng chính thịnh, bản thân Diệp Chiến Thiên đã là thập sai cường giả, thủ hạ nhiều thập sai yêu thú như vậy, võ đạo thế gian nào dám sờ tới Diệp Chiến Thiên rủi ro. Tăng thêm lúc trước Diệp Thần phân cho các dân chúng Đông Lâm quận thành không ít mễ lương, những cái dân chúng trước kia nhớ kỹ Diệp gia bảo, Diệp Chiến Thiên bàn bố một ít pháp lệnh, chấp hành ra ngoài rất là thuận lợi, bất quá mới ổn định vấn đề còn khá nhiều. Xác định bên Đông Lâm quận thành không có vấn đề, cùng phụ thần nói lời từ biệt, Diệp Thần từ Đông Lâm quận thành lấy một ít hắc phong mã tốt nhất mang theo Ali tiến lên đường. Đường xa xa xôi không biết khi nào mới có thể đi tới đế đô.
Đáng tiếc Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu đều có việc phải làm, bằng không cưỡi Hắc Ưng cùng với Hỏa Linh Điêu đến đế đô hẳn rất nhanh. Dù sao thời gian còn nhiều, ven đường rất nhiều rối loạn điệp trùng. Sau khi từ hạ địa Quỳnh Lâu đi ra, thần hồn hắn tăng cường rất nhiều, không biết có thể bắt càng nhiều yêu thú hay không. Cái đuôi thứ 6 của Ali dài hơn phân nửa, đã là thập sai đỉnh phong huyền thú, cũng có thể bắt được 3 con yêu thú. Dọc đường có thể tìm một chút xem có phù hợp hay không. Thập sai đỉnh phong yêu thú Diệp Thần cũng không còn hứng thú, muốn bắt địa sư cấp trở lên một con địa sư cấp yêu thú, cho dù là đụng phải địa tôn cấp cường giả cũng có chút không thua kém. Nếu như thiên sư cấp yêu thú, vậy là càng huyền mỹ. Cũng không biết thần hồn của mình có thể hàng phục hay không. Nếu như hàng phục được, vậy thì chào một con. Nếu như hàng phục không được, thì cũng chỉ có thể như vậy đụng phải thiên sư cấp yêu thú. Dù đánh không lại, dọa nó chạy cũng không hẳn vấn đề. Tự sau khi hạ địa Quỳnh Lâu cùng với yêu vương tiếp xúc yêu thú huyền thú bình thường, Diệp Thần thật không để trong mắt. Hắc Phong Mã một đường xuyên sơn vượt đèo, đi trên con đường sơn gian gập ghềnh, chạy như điên. Thần hồn Diệp Thần phóng thích ra một đường quét ngang. Dọc theo con đường này, phần lớn là ba sai tứ sai yêu thú, thậm chí bát sai cửu sai cũng phi thường hiếm gặp. Trên đó chỉ là trong thâm sơn ẩn hiện. Những cái địa phương này cùng với hạ địa Quỳnh Lâu không cùng một dạng. Yêu thú trong hạ địa Quỳnh Lâu là khu vực phi thường rộng lớn hội tụ qua, cho nên có rất nhiều thập sai yêu thú cũng không kỳ quái. Mà những địa phương này bình thường muốn tìm cái con bát sai cửu sai yêu thú cũng không dễ dàng. Nói chỉ là thập sai. Đại khái 3 ngày thời gian, Diệp Thần không thu hoạch. Hướng xa xa nhìn lại, sắc trời dần dần ám xuống, cũng lại nhanh chóng tìm một cái chỗ trú chân. Bằng không mà nói, lại phải màn trời chiếu đất cả đêm. Tuy Diệp Thần đối với sự yêu thú hiện trong núi rừng không sợ hãi, nhưng mà cả đêm đều trong đất hoang, tóm lại làm cái việc buồn bực. Thần hồn đảo qua, phía trước làm rộng một cái chuốn nhỏ, hẳn có thể đặt chân. Ali, khuya hôm nay có chỗ ở rồi. Diệp Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ali, xeo xeo, bộ dáng Ali vui vẻ. Diệp Thần vỗ vỗ Hắc Phong Mã, Hắc Phong Mã cất bó chạy như điên. Một người một đi tiến vào tiểu trấn, chỉ thấy trấn nhỏ hoàn toàn rộng lớn, hai bên cửa hàng đều đóng cửa. Lại có một chút tiêu điều, một trận gió thổi bay tới, đến một cái hồi sương cát bên đường, vài cái lão nhân ra cảnh tượng vội vàng. Cái trấn nhỏ này quy mô tương đối lớn, có vài ngàn nhà dân, bên cạnh các loại cửa hàng mặt tiền, lờ mờ có thể tưởng tượng nơi này trước đây náo nhiệt cỡ nào. Không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ mọi người di tản. Thần hồn Diệp Thần trong trấn nhỏ đảo qua, phát hiện cái trấn này 10 thất 90, người lưu lại cũng chỉ là một ít lão già tóc trắng, chẳng lẽ bởi vì chiến loạn. Diệp Thần buồn ngồi thở dài, nghe các tộc nhân nói bên ngoài chiến loạn nhiều năm, thỉnh thoảng có phản quân bạo dân, các trấn nhỏ đều tiêu điều như thế cũng có nguyên nhân. Phía trước có khách sạn, Diệp Thần hơi có chút kinh hỉ, không nghĩ tới có thể trong trấn nhỏ bụi bại này tìm được khách sạn. Khách sạn thực sự không dễ dàng. Sau khi thần hồn tập trung chỗ đó, Diệp Thần đột nhiên phát hiện chỗ đó có vài cỗ khí tức cường giả. Trong khách sạn nhỏ nhỏ này lại có 3 cái thập giai cường giả, một thập giai trung kỳ, 2 thập giai sơ kỳ. Dùng thực lực của mình hoàn toàn không sợ, Diệp Thần yên tâm lớn mật thúc ngựa đi tới chỗ khách sạn. Cái khách sạn này là một cái tòa kiến trúc cao nhất tiểu trấn, tổng cộng 3 tầng, mặc dù có chút cũ nát nhưng so với lộ túc giã ngoại tự nhiên là tốt hơn nhiều. Cái khách sạn này là ngay cả tiểu nhị trông ngựa cũng không có. Diệp Thần nhảy xuống ngựa, đem Hắc Phong Mã tắt một bên cọc gỗ đi vào khách sạn. Khách quan, xin hỏi ngày muốn ăn cơm hay là ở trọ? Một cái lão nhân tóc hòa rầm đón chào, thời điểm đi trên đường có vài phần rung động. Trước lấy cho ta một ít thức ăn. Diệp Thần ngắm tứ phía, trong hành lang xếp đặt 5 cái bàn lớn. Cái bàn bên trái Diệp Thần ngồi 3 người, bên hông 3 người là treo kim kiếm thuần màu sắc. Nội tâm Diệp Thần vừa động, kim kiếm này lúc trước hắn ở hạ địa Quỳnh Lâu đã gặp qua, là người Thái Ất Kiếm Tông. Và lầm nhảy làm như này, đúng là vừa rồi thần hồn của Diệp Thần điều tra tới 3 cái thập giai cao thủ. Bọn họ mặc áo bào trắng, vài phần khí chất phiêu phiêu xuất trần, bất quá thần sắc trên trán lại không chính như vậy. Ánh mắt liên tiếp hướng một bên khác nhìn quanh. Theo ánh mắt 3 người nhìn lại, một cái bắt góc bàn bên phải đang ngồi một cái nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn về bộ dáng khoảng 28 tuổi, mặc cái bạch sắc say, tóc dài đen như là mực kết thành búi tóc tinh xảo, có vẻ trang nhã đoan trang. Hơn phân nửa mặt đều là trùng khăn lụa che khuất, chỉ lộ ra ánh mắt cùng lửa mũi lướt trong đôi mắt sáng, lông mi cong lẫn yếu, quả là thành lệ vô song. Tuy là ngồi nhưng mà lờ đờ có thể thấy được từ thái yểu điệu. Làng đang châm rượu tự uống, mỗi lần uống rượu là kéo khăn lụa,
ánh mắt ba tiền Thái Ất Kiếm Tông không tự giác được rơi vào trên người nàng. Mục hiện vẻ si mê. Ánh mắt của Diệp Thần chỉ liếc nữ nhân kia, nội tâm chấn động mạnh một cái. Tuy thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng có thể xác định dưới khăn che mặt kia tất nhiên là một cái khuôn mặt kinh quốc khinh thành, mi mục như vẽ, trong đôi mắt mang theo một cái tia lạnh lùng nhàn nhạt. Thần như là thu huệ phi xương, lộ ra khí chất lỗi lạc bên ngoài thiên địa, dùng tiên nữ hạ phàm để hình dung cũng không đủ. Chương 187 Đạm Đại Lăng phần 1. Gần kề chỉ là nhìn sang, Diệp Thần xác định tu vị nữ nhân này tất nhiên không đơn giản. Trước dùng thần hồn đảo qua khách sạn, phát hiện có 3 tập sai cao thủ, rõ ràng không phát hiện được nữ nhân tồn tại. Nghĩ tới đây, trên lưng Diệp Thần mồ hôi lạnh muốn cỡ nào chảy xuống. Có thể không bị thần hồn của mình do thám, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Diệp Thần rõ ràng cảm giác được thần thái Ali có vài phần khác thường, sư một cái chui vào ngực Diệp Thần. Nữ nhân kia làm như đối Diệp Thần có vài phần hiếu kỳ, nhạt nhạt nhìn sang. Diệp Thần biết vậy cho nên thân hồn lạnh run, có cái tia dấu hiệu kết băng. Khá tốt nữ nhân kia giống như với hắn không có ý định, chỉ là một lát liền đưa ánh mắt trở về, y nguyên tự rót rượu uống. Lúc này Diệp Thần mới là thở gấp một hơi, vận chuyển thân hồn làm cho mình khôi phục trạng thái bình thường. Khách quan, món ăn của ngài đã tới. Lão trưởng quỹ bưng vài món thức ăn đi lên đặt trên mặt bàn. Cái khách sạn này không có tiểu nhị, chuyện gì cũng là do lão trưởng quý tự mình làm. Diệp Thần cắm đầu ăn, hắn vừa rồi sợ tới mức hồn cũng muốn xuất khiếu. Nữ nhân này không phải là người, một nhân loại quả quyết không cách nào ngừng tụ con mắt, phóng xuất khí tức linh hồn cường đại. Không biết là huyền thú gì huyễn hóa thành người, nghe nói huyền thú hóa hình tới nhân gian bình thường không có trắng trợn giết chóc, mình không nên trêu chọc nàng. Hẳn không có việc gì, bởi vì Diệp Thần không có cảm giác tới nàng đối với mình có địch ý. Nhưng mà ba người Thái Ất Kiếm Tông rất thảm, chỉ ba cái thập sai, nếu như dám đối với nàng làm cái gì. Phòng trừng chết cũng không biết chết như thế nào. Khách quan, tiểu điếm một hồi nữa sẽ đóng cửa, nếu khách quan muốn đi mà nói tranh thủ thời gian rời đi, nếu chậm hắc phòng mã bên ngoài giữ không được. Lão trưởng quý cẩn thận nói, hắn biết rất nhiều. Liếc nhìn Diệp Thần, còn có 3-4 người bên kia đều là tu luyện giả. Cái này là vì sao? Diệp Thần ngạc nhiên nói. Cái chất nhỏ này chẳng lẽ là còn có cường nhân tới đoạt hắc phong mã? Nói ra thì rất sai. Chất nhỏ chúng ta vốn là chấn nhỏ phồn hoa nhất trong phương viên mấy trăm dặm, chỉ là mấy lần trước không biết cái gì, trên núi phụ cận có một con yêu thú hung mãnh. Yêu thú kia không đả thương người, nhưng mà dê, bò, gà trong tiểu trấn toàn bộ ăn sạch. Chưa có một cái chút tu luyện giả tới, nhưng mà không thể đem con yêu thú kia đuổi đi. Về sau người trên trấn đều là chạy hết, chỉ còn chúng ta những cái lão già khọm không lỡ rời đi. Nếu như khách quan buổi tối không đi, hắc phong mã bên ngoài chỉ sợ bị con yêu thú kia ăn hết. Lão trưởng quỹ sầu lo nói, trước kia như vậy rất nhiều khách quan cưỡi ngựa tới đều là bị sợ chạy, nhưng mà không có biện pháp. Ở chỗ này hắn là tương đương thành thực. Yêu thú không đả thương người, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc hỏi, là yêu thú gì? Là một cái con cự xà còn có mọc cánh. Lão trưởng quỹ thổn thức nói, vậy bọn họ chuẩn bị ở trọ sao? Diệp Thần nhìn sang bên cạnh, bọn họ khuya hôm nay chuẩn bị ở chỗ này. Lão trưởng quý giảm thấp thanh âm nói, hắn còn tưởng Diệp Thần đối với cô lương kia sinh ra hứng thú. Tu luyện giả không thể đắc tội, chỉ có thể thành thật trả lời. Diệp Thần chân chờ chốc lát, nữ nhân kia không phải là vì một con yêu thú kia mà tới chứ? Cự xà đã mọc cánh mà vẫn không đả thương người, không biết là yêu thú gì, chắc hẳn cấp bậc không thấp. Diệp Thần lại sinh ra một ít hứng thú. Nếu như nữ nhân đối diện kia đối với yêu thú kia có hứng thú, nhất định không tới phía mình. Hễ nghĩ trước lưu lại rồi hắn nói, khuya hôm nay ta ở lại đây, nếu như hắc phong mã bị yêu thú ăn, ta không trách lão trưởng. Đây là ngân lượng đưa cho lão trưởng, không cần trở lại. Diệp Thần tới trong túi càn khôn móc ra một cái thỏi 20 lượng đặt trên bàn. Cái này nhiều lắm, lão trưởng quỹ run giọng nói. Khách nhận ở 3 ngày, tăng thêm tiền cơm tối đa bất quá là 1 lượng bạc, đây chính là trọn vẹn 20 lượng bạc. Nhận lấy đi, Diệp Thần nói, dù sao trong túi càn khôn của mình bạc cũng là cùng hoàng kim còn nhiều, rất nhiều. Cái lão trưởng quỹ này có thể đem chuyện tình yêu thú nhất thời nói ra làm cho người ta không tệ, cho nhiều một ít cũng không sao. Khách quan, ngay ở tiểu điếm muốn ở mấy ngày liền ở mấy ngày, lão trưởng quỹ kích động nói. Ân, Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Lúc này bản lớn bên trái, ba người Thất Kiếm Tâm suốt cuộc kịp nén không được hướng nữ nhân kia đi tới. Không biết cô lương sư thừa nơi nào,
Ba người Thất Kiếm Tông coi như có chút nhãn lực, tuy tham mộ sắc đẹp nhưng mà chứng kiến khí chất nữ nhân bất phàm, khả năng cũng là tu luyện giả, không dám lỗ mãng, không có quá phận. Bất quá 28 tuổi tu vị cao tới đâu, hẳn là cũng không đạt tới thập sai, cũng không biết sư môn hậu trường thế nào. Nữ nhân kia y nguyên lạnh lùng không trả lời, bộ dáng không giận, phối hợp với uống rượu và vất ba người này không nói chuyện với nàng. Khi hôm nay khả năng xuất hiện yêu thú, bất quá cô nương không cần lo lắng, mà chúng ta chắc chắn bảo vệ cô nương chu toàn. Một người nói, cô nương khả năng không biết lai lịch chúng ta, ba chúng ta là môn nhân Thái Ất Kiếm Tông, để đại sư huynh của ta gọi là Chu Duyên, năm nay 30 tuổi, là thập sai trung kỳ cao thủ, chính là thiên phú chắc tuyệt nhất trong trẻ tuổi Thái Ất Kiếm Tông. Đây là tam đệ, gọi là Lâm Đào, ta gọi là Vương Việt. Lâm Đào sư đệ cũng cùng ta đồng dạng đều là thập sai sơ kỳ. Người đứng bên trái nữ nhân kia giới thiệu nói, thịnh giáo phương danh cô lương. Chu Duyên có chút ngạo khí nói, 30 tuổi thập sai trung kỳ cao thủ có thể nói là có chút tư bản, cuồng ngạo. Nhưng mà ba bọn người họ không quản nói cái gì, nữ nhân kia một mực hờ hứng, làm bọn hắn có chút ảo não. Đạm Đài Lăng tay phải như là xương chi bạch ngọc của Đạm Đài Lăng, lần chén rượu trong tay, nhấp một miếng thản như nói, y nguyên nghiêm mắt, nhìn cũng không nhìn ba người Chu Duyên, lại hướng Diệp Thần nhìn qua. Mặc dù Diệp Thần cách khá xa nhưng ba chữ kia lại là rõ rọt lọt vào trong tay. Ali, nàng rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần dùng thân hồn cùng với Ali trao đổi. Ali lắc đầu, nó không biết Đạm Đại Lăng là huyền thú gì, chỉ biết thực lực Đạm Đại Lăng rất mạnh. Ba người Chu Duyên mặt lỗ vui mừng, bọn họ còn cho là mình tự giới thiệu rốt cuộc đưa tới Đạm Đại Lăng chú ý. Đạm Đại, cái họ này rất chỉ để hiếm thấy, chẳng lẽ cô được không phải là người của Tây Vũ Đế Quốc? Vương Việt nhân cơ hội che miệng nói. Chương 188, Đạm Đại Lăng phần 2. Họ Đạm Đài tùy thiếu nhưng thực sự có, theo ta được biết Thiên Cơ Tông hình như có họ Đạm Đài. Chu Duyên một bên nói, chú ý tới thần sắc Đạm Đài Lăng, hắn âm thầm phỏng đoán lai lịch của Đạm Đài Lăng. Sau khi Đạm Đài Lăng nói tên, liền trầm mặc nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thiên Cơ Tông không coi là tông môn của Tây Vũ Đế Quốc. Họ Đạm Đài phần lớn là từ Trung Ương Đế Quốc, tại cạnh nội Tây Vũ Đế Quốc, Thiên Cơ Tông không coi là đại tông môn. Lâm Đào người này tính tình so sánh táo bạo, Đạm Đài Lăng một mực không để ý bọn họ, làm choán họa quả thực là ảo não. Tính tình hắn không giống như hai vị sư huynh tốt như vậy. Lâm Đào cố ý làm thấp đi Thiên Cơ Tông muốn xem Đạm Đài Lăng phản ứng, chỉ thấy Đạm Đài Lăng y nguyên tĩnh lặng như nước. Ta đi nghỉ ngơi, thế này buổi tối có yêu thú ẩn hiện, người không liên quan nên nhanh chóng rời đi. Đạm Đài Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, đứng lên hướng thang lầu đi tới. Lâm Đào thấy Đạm Đài Lăng cao ngạo như thế, ba người một mình ở nơi đây nói lâu như vậy, một điểm phản ứng cũng không có, rõ ràng xem thường ba người bọn hắn, thiếu chút nữa vỗ hắn, lại là bị Việt Vương giữ chặt. Đạm Đài Lăng không để ý tới phản ứng ba người, trực tiếp lên lầu, từ bên cạnh sườn thần trái chạy qua, một đường lên bậc thang, một mùi thơm bên cạnh mũi Diệp Thần thổi qua. Diệp Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Đạm Đài Lăng, dáng người Đạm Đài Lăng có lồi có lõm, hai chân thẳng tắp, một đôi chân ngọc này tinh xảo đặc sắc tự nhiên là dương chi bạch ngọc tốt nhất, cùng vòng ngọc trên mắt cá chân hoặc lẫn cơ bộ nhẹ nhàng. Không biết nàng rốt cuộc là huyền thú gì biến ảo lại có mỹ mạo như vậy. Để tới một lượt cầu thang, Đạm Đài Lăng ngoái nhìn thoáng qua Diệp Thần, khóe mắt nhắm lại. Tiểu tử tu vị kia, đáng tiếc tu vị còn quá yếu, nếu có trăm năm tu vị nói không chừng có thể cùng ta chiến một trận. Thanh âm Đại Đài Lăng truyền tới giống như là hoàng hành xuất cốc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang một cái tia xúc động. Thanh âm này không quá hồn niệm truyền lại, ba người Chu Duyên nghe không được. Thần hồn Diệp Thần tự nhiên chấn động, cảm nhận một loại uy áp mãnh liệt, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Đạm Đài Lăng dĩ nhiên đã lên lầu 2. Đạm Đài Lăng tự hồn nhận ra thân hồn của mình, bất quá tu vị của Diệp Thần quá yếu, Đạm Đài Lăng một chút dục vọng động thủ cũng không có. Diệp Thần nghĩ Đạm Đài Lăng trước kia cùng ba người Chu Duyên lời, Đạm Đài Lăng này hiện nhiên là vì con yêu thú mà tới, không biết yêu thú kia tuột cùng bậc cấp gì. Quân tử không lập nguy dưới tường, theo lý thuyết lúc này hẳn là xa xa rời có chính nhỏ này mới đúng, bởi vì thực lực Đạm Đài Lăng vượt qua mình rất nhiều. Nhưng Diệp Thần hiếu kỳ mãnh liệt, vẫn muốn xem Đạm Đài Lăng rốt cuộc là yêu thú gì. Xèo xèo, bộ dạng Ali có chút bất an. Ali, không có chuyện gì, chúng ta trốn phía xa nhìn một cái, không chọc cương địch. Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng nói không động thủ, cao thủ cấp bậc này nhưng là không nuốt lời.
Trưởng quỹ kia nói yêu thú kia không chủ động công kích, còn yêu thú kia không đả thương người. Lúc này Diệp Thần mới là dám lưu lại, bằng không dùng cá tính của Diệp Thần khẳng định chạy trốn xa xa. Cái đàn bà thú này trong mặt không biết xấu hổ, hai vị sư huynh các người cũng là cho nặng mặt mũi, đang tưởng nàng là ai. Lâm Đào buồn bực mắng Tam sư đệ tính tình không thể luôn nóng như vậy, nếu không sẽ là hại. Nữ nhân này lai lịch thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không ra tu vị của nàng. Trước khi không rõ ràng thực lực của nàng, còn không nên trêu chọc mới tốt. Chu Duyên lắc đầu nói, đại sư huynh người suy nghĩ quá nhiều. Một cái thiếu nữ đôi tám có thể có tu vị gì, chống đỡ chết rồi cũng chỉ là một cái cửu giai. Lâm Đào không cho là đúng nói, cho dù nàng chỉ có tu vị cửu giai, không biết bối cảnh của đối phương cũng không thể động thủ. Người đã quên Huấn Thị tông môn sao? Nhị sư huynh Vương Việt hư lạnh, bọn họ bên ngoài hành tàu, các trưởng lão Thái Ất kiếm tông đều là không sợ phiền dạy bảo, ở bên ngoài tuyệt đối không thể gây ra chuyện thị phi. Thế giới này cường giả bí ẩn rất nhiều, nói không chừng mang tới họa ngập đầu cho tông môn. Vâng, Lâm Đào có chút buồn bực, hắn tự nhiên không dám đơn giản vì phạm Huấn Thị tông môn, nhưng mà một cái tuyệt thế mỹ nhân như vậy cứ như vậy làm cho nàng rời khỏi thật sự là có chút không cam. Gần kề liếc mắt nhìn bóng lưng Đạm Đài Lăng, Lâm Đào có cảm xúc xúc động áp chế không nổi. Bằng sơn mỹ nhân như vậy, nếu áp dưới thân uyển chuyển uyêu kiều, mặc dù chỉ là giảm 30 năm tuổi thọ cũng là đáng. Tuy tạm thời không động nàng, nhưng nàng muốn em ba huynh đệ chúng ta đuổi như vậy lại cũng không được. Nhìn chăm chăm vào Lăng Á, Chu Duyên cùng với Lâm Đạo ý nghĩ đồng dạng. Người nam nhân nào không háo sắc, nếu là mỹ nữ bình thường bọn họ cũng là lười liếc nhìn. Nhưng mà trước mắt này tuy dùng khăn che mặt che lấp, nhưng tuyệt đối là nghiêng khuất khinh thành. Lòng Triệu Tân cười thầm, bà cái tập sai lại muốn cùng đánh chú ý tới Đạm Đài Lăng siêu cấp cường giả huyền thú, quả thật muốn chết. Tuy không biết thực lực Đạm Đài Lăng, nhưng mà Diệp Thần tới trên người Đạm Đài Lăng cảm nhận một cái tia hồn niệm so với cái đầu làng hình ở hạ địa Quỳnh Lâu còn muốn khủng bố. Nói không chừng Đạm Đài Lăng là một cái yêu vương, cái gì mà 28 tuổi, cái này đều là giả. Nói không chừng Đạm Đài Lăng là lão yêu quái sống hơn ngàn năm. Diệp Thần ăn xong chuẩn bị lên lầu, đặng đến buổi tối có thể mở mang tầm nhìn, nhìn xem siêu cấp yêu thú cùng với siêu cấp huyền thú quyết đấu rốt cuộc thế nào. Theo lý thuyết dùng thực lực yêu vương cấp cường giả tiện tay có thể hủy diệt một cái đế quốc, nhưng vì cái gì nhiều yêu vương như vậy còn chưa bao giờ ở thế giới loài người xuất hiện? Thế giới này giống như có vài quy tắc ngầm, bên trong sâu xa có một cái bàn tay ước thúc những con yêu thú huyền thú kia. Tiểu tử dừng lại! Ngay thời khắc Diệp Thần chuẩn bị lên lầu, một cái tiếng khoát khẽ đột ngột truyền tới, đúng là Lâm Đạo trong ba người có việc. Diệp Thần quay lại nhàn nhạt nhìn nứt qua ba người Lâm Đào. Sư một tiếng, Ali nhảy trên bờ vai Diệp Thần, đằng sau sau cái đuôi chậm rãi đong đưa, địch ý nhìn chằm chằm ba người Chu Duyên. Trước kia lúc Diệp Thần tiến vào, ba người Chu Duyên phát hiện Diệp Thần mang theo Ali, chỉ là lúc ấy lực chú ý toàn bộ đặt trên người Đạm Đài Lăng, không có nhìn nhiều. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện Ali đứng trên bờ vai Diệp Thần quả thực xinh đẹp tới cực độ, bộ lông thuần trắng, còn mắt sáng ngời có thần, một loại xinh đẹp không nói lên lời.